Xin chào toàn thể anh em đã quay lại với J-Single Group. Thì hôm nay bên J-Single Group sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em đó là mẫu thùng hông, thùng hai bên của Givi. Thì ở đây J-Single Group sẽ giới thiệu đó là mã E22N. Như các bạn thấy đây là mẫu thùng hông E22N của Givi. Thì thùng này được sản xuất tại Givi Việt Nam, thì có địa chỉ tại Long An nha anh em. Thì theo thông số bên Givi thì thùng này có thể tích là 22 lít và chiều dài rộng cao sẽ là 37, 22 và 47 cm. Thì đây chính là cặp thùng E22N. Thì với cái mẫu E22N này thì sẽ không có đèn sinh nhan. Nghĩa là chúng ta không thể câu đèn sinh nhan mà nó chỉ là một miếng phản quang thôi anh em. Thì để gắn được thùng hông thì ở đây chúng ta sẽ cần tới đó là cặp ba ga hông. Cặp ba ga này có mã là SBN 2000 nha anh em. Thì với cái ba ga này sẽ có hai đế để bắt thùng, đây là phần đế để bắt thùng và thanh pad. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta đó là 15 thanh pad để chúng ta sẽ lắp được lên tất cả các loại xe. 15 pad dài ngắn thì họ đã nghiên cứu và họ sẽ để những cái lỗ sẵn trên thanh pad. Thì với những cái lỗ này chúng ta có thể tự thiết kế và lắp lên được tất cả các loại xe máy. Đây cũng là một mẫu 22 lít nữa của Givi, đó là SBN S. Thì với cái mẫu này nó khác với mẫu SBN không, đó là nó có thêm đèn led. Đây như các bạn thấy đây là chính là đèn led. Thì với cái đèn led này thì chúng ta sẽ có thể đấu vào hai dây của bóng sinh nhan và nó sẽ hoạt động như là bóng sinh nhan của anh em. Thì nhìn từ về phía bên ngoài thì anh em thấy hai mẫu thùng này thì có hình dáng là y hệt nhau nha. Chỉ khác nhau là một dòng là có phản quang và một dòng có đèn led. Thì với dòng không có đèn led này thì có giá hiện tại trên thị trường là 1.940.000. Và với mẫu có đèn led thì nó có giá là 2.400.000. Và để lắp đặt cặp thùng này chúng ta cần bộ đế
thì bộ đế đó có giá là 1.050.000. Thì về chất liệu cấu tạo nên hai loại thùng đều là chất liệu như nhau, đó là nhựa nguyên sinh PP. Về phần khóa thì cũng không có gì khác biệt giữa hai thùng, là đều sử dụng chung một loại khóa. Thì với loại khóa này sẽ không có nút bấm để tự mở thùng ra khỏi đế, mà khóa này sẽ có ở 3 chế độ. Chế độ khi ở chữ C thì nó ở chế độ khóa, còn khi khóa khi khóa về chế độ giờ, có nghĩa là check check 45 độ, thì ở chế độ này chúng ta sẽ thao tác đó là gắn gắn thùng vào đế được. Và ở chế độ 90 độ đó là chữ O, chữ O thì ở chữ O này chúng ta cũng là chế độ mở nắp thùng. Thì ở chế độ chữ O này thì chúng ta không thể ráp thùng vào đế được. Đây là phía bên trong. Thì ở phía bên trong thì với mẫu này đã trang bị cho mình đó là gioăng cao su chống nước, nên anh em có thể là thoải mái đi trời mưa mà không sợ nước vô bên trong. E22N. Đây là mẫu E22NS có đèn led nha. Thì với mẫu này thì ở phía bên trong đó là một tờ hướng dẫn, đây là cách tháo mở thùng vào đấy. Đây là pad kẹp dây điện, một tờ phiếu bảo hành. Thì đây chính là cái đường dây điện để chúng ta gắn vô đèn xi nhan. Thì ở phía trên chúng ta có thể thấy là tay cầm, chúng ta có thể tháo thùng ra và mang theo như những chiếc vali. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn anh em vào những video sau của bên Dây Sinh Group.